Hi, xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop lại tiếp tục quạt cỏ thái để giao đi cho tất cả các anh em này. Cái này là anh em thấy là bên công ty họ giao qua là nó cũng đã rất là sạch rồi. Bây giờ chúng tôi quạt thêm một lần nữa này để giao đi cho tất cả các anh em này. Anh em thấy như thế này là nó sạch là gần như 100% rồi, anh em khỏi cần lo hạt lép hạt chắc gì nữa. Hiện tại là chúng tôi đang phân phối cỏ thái này là giá 35.000 một ký cho tất cả các anh em. Anh em mua 5 ký thì được bao ship. Còn anh em mua 3 kg thì được tặng 200g khoáng, mua 5 kg thì bao ship, còn dưới 5 kg thì anh em tự trả tiền ship ha. Đó. Giá rất kia là hữu nghị cho tất cả các anh em luôn. Bởi vì cỏ thái này nó đang hồi vào vụ chính của nó trong năm cho nên là giá nó rất chi là phải chăng nha tất cả các anh em. Có đôi khi là nó cũng lên giá nha tất cả các anh em. Bởi vì nó cũng giống như những mặt hàng khác thôi, nó đi theo quy luật cung cầu của tự nhiên. Khi mà hàng nhiều thì giá nó sẽ thấp xuống, mà hàng ít thì giá nó sẽ cao lên. Cho nên là anh em tranh thủ mua cái hàng này ha. Đó, chúng tôi làm như thế này rất chi là sạch đây. Sáng nay mới quạt lúa rồi bây giờ lại tiếp tục quạt cỏ thái cho tất cả các anh em. Lúa tiêu thì 33.000, còn cỏ thái này thì 35.000 cho tất cả các anh em. Cỏ thái này anh em mua 5 kg thì được bao ship, 3 kg thì tặng 200g khoáng ha. Đó, anh em thấy hạt mà tròn đều bóng mượt cho tất cả các anh em luôn, quay cận cảnh cho tất cả các anh em xem ha. Đó. Rồi anh em nào thích mua cỏ thái thì cứ alo đến cho shop ha.